Thật ra thì cái Tú nói với cả bé Nhi cách đây chắc phải 8-9 năm rồi. Ơi, mình quen có 7 năm mà. Trước khi 8, trước năm. Khi quen bé Nhi. À, lúc mà còn là chị em á. Lúc mà còn là chị em. Hôm đó là tôi nhớ là trời mưa hay sao đúng không ta? Là hai bọn Tú diễn ở sân khấu Kịch Tế Trẻ. Và sau khi diễn xong thì mọi người mới đi về. Thì lúc đấy khi mà đi về thì Nhi lấy xe máy, Tú lấy xe máy, hai người đều cùng một chỗ. Thì tôi mới nói là sau này tôi sẽ cưới hình mẫu giống như chị. Nhưng mà Tú lên xe tôi đi. Là không biết Nhi nhớ không, nhưng mà Tú chắc chắn Tú nói câu đấy. Thì Tú có kể lại với Nhi một lần rồi. Là Tú đã nói câu đấy là trước khi mà Tú tìm hiểu Nhi và Tú cua với Nhi, là trước khi cái điều đó xảy ra nữa. Em nhớ mà. Lúc đó anh đi rồi em còn nói mình trẻ trâu. Đồ tồi. Khi mà mình diễn sân khấu thì tất cả những khoảnh khắc xấu nhất của bé Nhi mình đều nhìn thấy hết. Xấu không phải là diễn ở trên sân khấu mà là đằng sau cánh gà. Khi mà Nhi ngồi một mình á, có rất là nhiều khoảnh khắc vừa mình cũng không muốn ngại nói ra. Giữ kỷ niệm đi. Giữ kỷ niệm. Thì mình đều được nhìn được thấy hết. Và tất cả những hình ảnh đấy thì làm cho mình ấn tượng quá. Và sao thấy mình muốn mình phải che chở cho cô gái này. Nên là mình xuống mình nói xong mình lên xe máy mình đi luôn.